bốn lò mà bốn góc đó đánh âm thanh là nó đều hơn. Không, ở trong cái lò nó lại còn có một cái cục đó mà nó có chiều sâu á, tạo ra cái hấp vô giống như cái súp liền đó. Nhiều ông nói nhiều ông nói ngày đó.